Hello, chào mừng các bạn đã đến với di động Nhật Nam nhé. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật một số iPhone đang còn tại shop di động Nhật Nam đây. Thì đối với cái dòng iPhone shop di động Nhật Nam cam kết chỉ bán máy zin chất, máy chuẩn quốc tế, không bán máy lốc, không bán máy sửa và chế độ thì bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng cho các bạn nhé. Có nghĩa là lỗi là đổi chứ không phải là sửa chữa lại để cho các bạn yên tâm. Máy thì chỉ bán máy chuẩn quốc tế thôi, không bán máy lốc. Máy lốc xài sim ghép rất là phức tạp cho nên là shop Nhật Nam không bán thì tất cả sản phẩm mua ở shop Nhật Nam thì các bạn biết rồi nếu mà lỗi kỹ thuật thì gửi về shop Nhật Nam sẽ đổi cho một sản phẩm tương đương và shop Nhật Nam cũng có những cái cơ chế đổi nâng cấp lên đời khi mà các bạn à mua máy của di động Nhật Nam từ 2-3 năm trước và đến bây giờ xài muốn bán lại để đổi lên cái đời cao hơn thì Nhật Nam cũng sẽ thu lại cho các bạn nhé à, Tất cả sản phẩm Nhật Nam báo giá là giá máy trần không tặng kèm sạc và phụ kiện không bao phí ship chỉ có máy trần như thế thôi để cho các bạn thoải mái lựa chọn chúng ta có thể tận dụng những cái bộ sạc mà chúng ta đang có hoặc là chúng ta nếu như ai không mua tai nghe thì chúng ta đương nhiên không cần phải mua thế thôi còn à, mua theo cái kiểu mà tặng theo combo thì thực tế ra thì cũng đánh giá tính vào chất lượng của sản phẩm hết rồi à, nguyên một gói như thế chứ còn à, thực tế thì cũng không ai cho không ai gì đâu và hôm nay để tiếp nối với chương trình à, sẽ có vài cái máy bán giá từ hòa tới lỗ để cho các bạn yêu mến đăng ký kênh nhấn like ủng hộ kênh nhiều hơn thì đầu tiên mình sẽ có một cái máy mình bán giảm giá cho cho cho, cho nhà giàu Đó, nhưng mà thực tế ra thì cái máy này à, ngoại hình nó vào tầm là 98 phần trăm 98 phần trăm Linh nó hơi nhăm để mình vệ sinh chỗ này tránh hiểu lầm nhé Nó hơi bẩn bẩn tí Tránh các bạn nghĩ là cái kính camera nó bị làm sao Thực tế thì nó không làm sao cả Nó bình thường nó ok Nhưng mà máy này các bạn thấy nó hơi nhăm lưng Hơi nhăm lưng hơi uh, sườn nhẹ một tí Đây là con iPhone 12 Pro Max các bạn nhé iPhone 12 Pro Max màu xanh ngoại hình vào khoảng 98% thôi máy chuẩn zin chuẩn quốc tế phiên bản là 128g 3 camera màn hình to 6,7 in máy chất zin chuẩn và hôm nay có mỗi một con máy này mình bán cho các bạn với cái giá rất là rẻ rất là rẻ luôn mình bán cho các bạn với cái giá là 15 triệu thôi 15 triệu thôi Dĩ nhiên là hàng không thương mại không lãi thì mình chỉ tặng các bạn một tháng bảo hành để các bạn yên tâm nhé 15 triệu một con 12 Pro Max 128 ghi màu xanh mà có đúng một cái thôi máy chuẩn chỉ đây các bạn thấy này nó các bạn thấy chạy viền nhẹ này nhằm nhẹ lưng này 15 triệu rồi tiếp theo thì có con màu đen có con màu đen con màu đen này thì đẹp chuẩn tầm để mình chùi nhẹ cái sườn đi nó hơi dính keo con màu đen này thì vào tầm là 99% các bạn nhé chung còn tương đối là đẹp và con màu đen này thì bán cho các bạn là 16 triệu nói chung là một cái mức giá cũng cực kỳ là dễ mua đấy các bạn cam kết là hàng chuẩn zin chuẩn quốc tế màu đen là 16 triệu các bạn nhé và lý do là hàng này là mình cũng xả kho chẳng còn lãi đâu thường thường là bán khoảng 16 năm 17 thì mới có lãi Thế còn 16 đến 15 là bà bán hòa bán lỗ thì mình tặng các bạn một tháng bảo hành thôi nhá Nếu bạn nào kết thì chơi và máy của bên mình thì rất là chất các bạn cứ yên tâm máy zin cam kết là zin chuẩn chuẩn quốc tế 16 triệu Máy thì đầy đủ mọi chức năng, mã Mỹ 12 Pro Max, phiên bản 128GB, con này thì đẹp, chuẩn 99%, ok. PID các thứ là đầy đủ của bạn nhé. Hai à, kết thì à, mua về sử dụng. Di động Nhật Nam, uy tín, chất lượng và cả số lượng nữa máy móc luôn luôn là đa dạng cập nhật thường xuyên để các bạn mua cực kỳ là chất có 16 triệu thôi 12 Pro Max các bạn nhé đây màn hình nếu bạn kiểm tra cũng đơn giản chúng ta vào đây chúng ta kiểm tra xem còn chu tông không này độ sáng tối này ok này và chúng ta cũng có thể kéo ai cần như chúng ta kéo cái này chúng ta di chuyển này với tốc độ cao này đấy và không đứt này và chúng ta yên tâm rồi nhá Máy của bên mình bán thì cam kết là không bị sửa chữa. Máy nguyên zin, chuẩn. Đây, chiếc màu đen 16 triệu nha các bạn. Và chiếc màu xanh là 15 triệu. Để ai mua chiếc nào thì mua. Liên hệ đến bên mình nhé, số lượng không có nhiều. Mỗi màu còn một chiếc thôi. Rồi tiếp theo thì mình có một con 6S, mình cũng sẽ bán rẻ cho các bạn. Con này mình mới cứ hồi phục để mình active vô nhé. Xem là con 6S này là 6S gì? 6S thì màn hình nó nhỏ 4.7 inch bạn nhé. Đây là iPhone 6S. máy màu hồng các bạn ạ, máy màu hồng, máy Zin ok, Rồi, chúng ta activate cho. Vân tay thì tí nữa chúng ta thử sau các bạn nhé. Các bạn theo dõi kênh mình thì nhấn like, để lại bình luận, chia sẻ video đến nhiều người khác, để nhiều người xem. Càng đông người xem thì đồng nghĩa với việc mình sẽ càng bán rẻ và sẽ có nhiều những cái món hàng bán chiên khách hàng cho bạn với giá cực kỳ là rẻ cái này thì như mình thay pin rồi có mở ra thay pin và kiểm tra máy thì cũng là máy zin đúng rồi thay pin 100 phần trăm rồi Ok các bạn nhé và để xem là phiên bản bao nhiêu ghi mình sẽ báo giá cho bạn luôn giá có 102 luôn đây mã Mỹ 64 ghi các bạn ơi máy thì cũng tương đối là đẹp vào khoảng là 99 phần trăm vỏ có run ăn nhẹ các bạn nhé vỏ có run ăn nhẹ iPhone 6s màn hình nhỏ 4,7 in máy chuẩn quốc tế ngay sau đây thì mình sẽ kiểm tra luôn cái vân tay cho bạn để đảm bảo rằng là máy đầy đủ mọi chức năng không lỗi lầm bên mình bán thì cam kết là máy chuẩn quốc tế rồi các bạn cứ yên tâm và con này ngày hôm nay có một cái duy nhất thôi mình bán cho các bạn với giá cực kỳ là rẻ luôn với chế độ bảo hành một đổi một trong vòng một tháng lý do là mình bán không lãi mình chỉ bán cho các bạn với cái giá là một triệu chín trăm nghìn thì các bạn biết là mình mới thay viên pin và trừ viên pin 150 000 ra thì cái máy 6S 64 g này thực tế ra chỉ còn có là 1 triệu 750 thôi 1 năm 750 và đã thay pin mới cho các bạn 100% luôn rồi nhá đó chuẩn chỉ này như vậy thì các bạn còn tiếc gì không like không đăng ký kênh nhấn chuông bật thông báo để săn sale các bạn nhé khi mà các bạn like nhiều bình luận nhiều xem nhiều thì kênh YouTube di động Việt Nam phát triển tốt đạt được nhiều người đăng ký thì mình sẽ bán sale nhiều hơn và chương trình này diễn ra liên tục tiếp theo thì có một con mình bán có thể nói rất rẻ cho bạn nào có ít tiền mà lại muốn sử dụng iPhone đây thì đây cũng là một con 6s các bạn nhé 6s màu màu bạc trắng hay còn gọi là màu silver thì mình thấy là cái vỏ nó quá xấu tuy nhiên là vỏ zin men thì cũng zin mà zin chuẩn ok và nhìn kỹ thì các bạn thấy có một tí đốm trắng nhẹ ở trên màn hình trên đây thôi cũng không sao xài thì vẫn mượt mà ok máy thì vẫn phun mọi chức năng như là vân tay đầy đủ này đấy vân tay là đầy đủ bạn nhé và đây là con 6s bao nhiêu ghi thì chúng ta kiểm tra luôn 6s32 ghi các bạn ạ 6s32 ghi cũng là màn hình 4,7 in mình bán cho các bạn rẻ thôi bán tri ân khách hàng để các bạn nhấn like ủng hộ mình nhiều nhé và để cho các bạn có động lực săn sale Tao rồi mình kiểm tra cái pin con này gì vì nó cũ quá rồi nên kiểm tra pin cho các bạn đi ok 86 thì chắc cũng còn xài được mà ai thích thay thì thay bởi vì dòng này nó hơi lâu rồi 86 thì mình nghĩ xài nó cũng kém rồi nó không như đời cao đời cao thì 82 83 các bạn vẫn xài bình thường không cần phải lăn tăn về pin về cái phần trăm pin thì chỉ là định lượng tương đối thôi xem chơi cho vui chứ mình thấy nó không đúng mấy đâu các bạn thật sự mà nói thật lòng mà nói mình thấy không nó không đúng mấy nó tùy theo cái đát sản xuất nha kiểu máy rồi máy lâu năm như thế này rồi tám sáu là thấy nó thấy hơi nó hơi hơi yếu là hơi tèm rồi và con này thì mình bán cho các bạn với cái giá cực kỳ là rẻ thôi 1 triệu một triệu mốt các bạn nhé 1 triệu một 32GB 1 triệu mốt 6S 32 gb mà một triệu mốt thì mình nói thật là các bạn chưa đủ tiền đi mua cái men với cái màn hình đúng không? chưa đủ tiền đi mua cái men với cái màn hình chứ đừng nói nguyên cả một con máy. mình vẫn tặng cho các bạn một tháng bảo hành để các bạn yên tâm mà mua mà dùng. đấy. trong vòng một tháng thì chạy ổn định rồi. các bạn cứ yên chí và bên mình thì luôn luôn là vẫn là cam kết là máy zin chuẩn cho các bạn để các bạn yên tâm dùng và máy chuẩn quốc tế các bạn nhé. tiếp theo thì mình sẽ bán những cái sản phẩm mình đang thương mại ở shop đây đầu tiên thì mình sẽ có một con máy mình lựa chọn được luôn. Về nguyên một cái đợt hàng rất là nhiều máy thì lựa được đúng một cái này. Mình kiểm tra thì sau quá trình thẩm định chặt chẽ tại shop di vi động Nhật Nam thì mình sẽ thấy con máy này là tình trạng pin còn 100%, mới sạc có 26 lần. Và đây chính là con iPhone 11 Pro Max phiên bản 256 G màu xanh rêu các bạn nhé ba camera sau dòng này thì pin rất là trâu pin rất là trâu và máy thì lại lựa chọn như thế và dĩ nhiên rồi máy thì phải full mọi chức năng như là Face ID hay là màn hình thì phải chu tông các thứ là đầy đủ các bạn nhé đấy ok ngon lành máy chuẩn sạc mới có 26 lần thôi đảm bảo là chất lượng đây màn hình nếu bạn thấy chu tông này đấy những cái đời cao này chúng ta kiểm tra cũng phần nào là chúng ta cũng đánh giá được chất lượng rồi nhé hơn thế nữa mua hàng ở Nhật Nam thì yên tâm tất cả mọi lỗi lầm kỹ thuật đều được đổi nha các bạn đây và pin là 100% mới sạc 26 lần nhá mình kiểm tra rất là kỹ và con này à, thằng tuyển chọn nên giá nó đắt và đây là bộ nhớ của nó đây mình sẽ cho bạn xem luôn bộ nhớ và mã máy vì nó có là duy nhất đây 11 của romax màn hình 6,5 in các bạn nhé mã Mỹ phiên bản 256 g a à, trách gì trách gì là pin mới sạc 26 lần ok cái này thì mình phải lưu lưu ý với các bạn một uh, chút xíu con máy này là đã được gửi vào hãng bảo hành và trong hãng đã thay một cái màn hình và thay một cái pin đây nó bán hàng nhiều năm mới có vấn đề phát sinh nữa đây thì tất cả những cái lần mà chúng ta có làm dịch vụ ở hãng thì nó sẽ lưu lại trong phần giới thiệu điện thoại các bạn nhé đây thì con máy này trách gì mình bảo là xong nguyên một cái đợt hàng máy thì toàn là đều pin uh, xài nhiều rồi máy 99 phần trăm nhưng mà tại sao lại con này là con này pin 100 và sạc mới có 26 lần thì đây nhân tiện hôm nay là có một cái phiên bản này thì mình sẽ chi tiết cho các bạn một tí ở cái cái, cái đoạn này nhé để các bạn yên tâm hơn có nghĩa là con máy này mình không biết là một cái lỗi nào đó trước đó là lỗi về màn hình và đã được à, lỗi về màn hình và pin và đã được hãng tức là của hãng nhà táo luôn họ thay một cái màn hình chính hãng khác và họ thay một cái pin chính hãng khác và tất cả những cái dịch vụ mà chúng ta làm ở trong hãng thì nó sẽ có lưu lại ở đây các bạn nhé đấy như vậy là chúng ta bây giờ mua hàng thì thật sự cũng tương đối là phần nào là yên tâm rồi nhưng không sao thì vì các bạn biết là cái này là thay thế linh kiện trong hãng đúng không? Thay thế linh kiện trong hãng thì nó cũng là đồ của hãng thôi. Nhưng mà nó nó mới thay đây, nó mới thay đây cho nên là nó còn rất là chất lượng. Đấy, đây này. Cụ thể là cái ngày pin là vào được thay vào ngày 10 tháng 9 năm 2022. Thì mới thay là hai tháng đúng không bạn, hơn 2 tháng. Có khoảng 3 tháng thì nó mới sạc hai mấy lần thì nó rất là phù hợp đây. Ok và nó có ghi chú rõ là linh kiện Apple chính hãng các bạn nhé đấy tức là của nhà táo thì cái này là vậy là như là cái máy này nó đã được thay pin chính hãng này và cùng cái thời điểm ngày 10 tháng 9 luôn là thay cả màn hình này các bạn thấy này đấy linh kiện Apple chính hãng tức là người ta đã thay cái màn hình và thay pin rồi ok mình phải nói rõ vậy thì các bạn nào thích thì chơi thôi nhưng mà với quan điểm của mình cái này là quan điểm thôi nhá thì thay đồ chính hãng rồi thì khá là yên tâm rồi và đã được khi mà một nguyên tắc của một cái máy được đưa vào hãng là khi người ta thay thế linh kiện xong người ta sẽ thẩm định máy lại từ A đến Z theo đúng tiêu chuẩn của hãng người ta mới xuất ra đấy có nghĩa là lỗi thế nào người ta phải thay hết rồi người ta mới xuất ra đấy và linh kiện của hãng thì nó là chất lượng bình thường đấy đây là phiên bản 256 g mã mỹ 11 một pro max các bạn nhé thì nó khá là chất như thế này nhưng mà mình lại thấy nó thay thế như thế thì dĩ nhiên mình cũng phải đánh giá một và định một cái mức giá nó phù hợp định một cái mức giá nó phù hợp và cái con này mình thấy khá là đặc biệt đấy và mình bán cho các bạn với cái giá 13 triệu thôi 13 triệu thôi nhá để cho các bạn mạnh dạn mua ok 13 triệu thôi và mình thấy nếu như xài sử dụng con này thì quá là ngon và bên mình cũng cam kết bảo hành cho các bạn 6 tháng nó có lỗi Đấy rất là ok Mình thấy khá là ok Còn bạn nào thấy ok thì mua Bạn nào không thấy ok Chúng ta có thể lựa chọn sản phẩm khác Nó sờ sờ ra đây Chỉ cần vào phần cài đặt chung Và vào phần giới thiệu là chúng ta thấy điều đó rồi Không sợ nhầm lẫn đi đâu được các bạn nhé Và đây cũng là linh kiện chính hãng thay vào Chả việc gì cả Đấy là quan điểm của mình Còn bạn nào không thích thì cũng có thể cứ bỏ qua ok chưa nhưng okay. cái điều quan trọng là mình thấy khá là rẻ và chất lượng đấy rồi tiếp theo thì mình sẽ có màu gold màu gold này là tình trạng máy zin 99 chuẩn và mình kiểm tra thì mình thấy là pin của nó là 9x phần trăm là hôm qua mình có đăng một cái video shop mình bán là 13 triệu 800 con máy này đó thì mình có hai con thì có một khách quen đã lấy một con rồi thì hiện tại giờ còn một con máy chuẩn OK, ba camera màu gold các bạn nhé là 13 triệu 800 13 triệu 800 nghìn đấy 256 ghi các bạn nha đây thì như vào con này thì các bạn thấy nó không có bất cứ một cái dòng ghi chú nào là đã thay thế cái gì hết thì chắc chắn nó nguyên zin rồi cam kết là nguyên si kể cả là chưa đưa vào hãng hãng thay cái gì hết còn như các bạn cũng thấy chẳng hạn như chúng ta đi xe pháo mà mỗi lần chúng ta bảo dưỡng hay chúng ta thay thế đồ gì ở trong hãng thì nó có lịch sử ở hãng đấy các bạn đấy. rồi con này thì nguyên si và tình trạng máy chuẩn chỉ nguyên zin 256 gb bộ nhớ màu gold giá là 13 triệu 8 và còn một máy thôi nhá có mỗi một máy pin uh, uh, 9x thôi pin 9x không có nhiều Bên cạnh đó thì còn một con màu đen cũng là pin 9X. Pin 9X có nghĩa là trên 90 thì gọi là 9X đi. Cho nó dễ các bạn nhé. Con màu đen thì cũng là 256 g cũng là đẹp 99% chuẩn chỉ. Nguyên zin. Đây để kiểm tra luôn cho các bạn xem. Và con màu đen thì giá nó rẻ hơn con màu gold là 300. Nó sẽ là 13 triệu 500 nghìn các bạn nhé. 13 triệu 500 nghìn. Đây là máy màu đen. 256GB 11 Pro Max các bạn nhé. các bạn lưu ý rằng là ở clip nào mình cũng sẽ có bán hàng sale cho các bạn cho nên bạn nào muốn mua thì có thể đăng ký kênh của mình để theo dõi lâu dài khi đăng ký nhớ nhấn cái chuông bật thông báo để có video mới nhất thì nó thông báo đến bạn để các bạn có thể kịp thời đặt mua hàng đây thì 256 g thì máy thì dĩ nhiên là nó đầy đủ mọi chức năng như là Face ID hay là màn hình thì nó cũng phải zin chuẩn ok hết rồi các bạn yên trí nhé đó không có thiếu một món ăn chơi nào không lỗi lầm dù là nhỏ nhất nha các bạn màn hình thì cũng phải là nguyên zin máy zin nguyên con và chuẩn quốc tế thì đây cũng là một con máy pin 9x tức là trên 90 phần trăm ok hàng lựa nhưng mà mình cũng phải thông báo với các bạn một điều rằng thì pin 8x với 9x thì thực ra xài thì nó cũng xem xem nhau thôi mình đã xài thử nhiều cái rồi cũng xem xem nhau thôi và giá bán của con này là 13 triệu năm đấy Tiếp theo thì mình sẽ có một cặp Đây là gọi là pin 8X Nhưng mà chắc chắn nếu cho VF với hai con kia Thì nó cũng xem xem nhau Nhưng mà trong uh, hai cái con 8X này Thì có một con màu gold Có một con màu gold Một con màu gold và một con màu xanh Thì à, mình nhìn kỹ Thì con màu xanh là mình thấy nó bị nhậm lưng nhẹ thôi Nhậm lẹ nhậm nhậm, nhậm nhẹ nhẹ thôi Nên là mình bán cũng rẻ hơn cho bạn nhé Cũng là 256GB 11 Pro Max 3 camera 11 Pro Max thì xài rất là sướng rồi nhá Bạn lý do là pin nó trâu lắm rồi Mà Màn hình 6.5 inch cũng rất là chất Con này hơi nhậm nhẹ tí lưng Cho nên là bán cho các bạn với giá là 12 triệu 800 Và pin 8X thì cũng thực tế là 8X to Con này hình như là pin tới 89 thì phải 89 thì nó cũng cận 90 mất rồi Mà nó hơi nhậm nhẹ thôi Bán cho các bạn có 12 triệu... À 12 triệu 800 thôi máy cũng nguyên zin 256 ghi đây đấy bán rẻ bán nhanh lắm nha nên ai mua thì chúng ta nhanh tay có nhiều bạn mấy hôm nay lỗi hẹn nhưng không sao mình khẳng định với bạn rằng là chương trình tri ân khách hàng của mình là kéo dài cho đến khi nào mình hết tiền thì thôi nhá hết ngân sách nhưng mà ngân sách thì cứ lên theo hàng ngày theo cái số lượt xem của các bạn các bạn kiên trí các bạn càng xem kênh mình nhiều càng nhấn like càng nhấn chia sẻ video nhiều thì cái nguồn ngân sách đó nó càng nhiều và ngày nào mình cũng có nhiều máy để bán rẻ hơn cho các bạn các bạn cứ yên trí ở đây là một con máy cực kỳ là chất chỉ hơi nhăm nhẹ tí lưng đây và đây nói thử xem phải pin 89 không cho bạn xem luôn tí đi đấy ok đúng nha và giá của nó là 12 triệu 800 thì mình thấy rất là phù hợp ở thời điểm này để các bạn mua dùng đấy được, bởi vì từ giờ đến cuối năm thì thể nào cũng tết đấy ok rất là đẹp nhá làm cho cái dán cường lực phun và cái ốp dẻo 50k nữa cường lực 50k nữa thêm 100 k nữa là đẹp tươi xanh như nồi chanh luôn đấy và đây là màu xanh rêu thì à, bên cạnh đó thì à, con màu gold con màu gold thì mình thấy nó đẹp hơn nó chuẩn hơn một xíu và con này pin của nó thì cũng không kém cạnh đâu Hình như là được 88 luôn, 8X nhưng mà 8X to Các bạn biết là cái dòng iPhone thì nó cũng chuẩn theo đáp nữa được Rồi những cái mà sản xuất gần một pin 8X thì xài trâu lắm nha Các bạn khỏi phải nghĩ ngợi gì hết Và con này thì mình bán là 13-2 13-2 Đấy, mình đánh giá cụ thể cho các bạn Để cho các bạn mua theo cái phong cách gọi là tiền nào của nó luôn Nhưng mà rất là chất lượng nha mình đã từng thử những cái con pin 8x với 9x rồi có những con pin 8x xài trâu hơn con pin 9x hôm nào mình rảnh rảnh mình sẽ làm một cái video clip như vậy để cho mọi người bớt kỳ thị pin 8x có một số cái sản phẩm bởi vì cái phần mềm mà tính toán pin của hãng á, nó không nó, 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 thực sự mình không phải chê nhưng nó không được chính xác các bạn nhé chỉ có chúng ta khi có nhiều máy khi mà có nhiều máy có vô số máy chúng ta thử trải nghiệm thì chúng ta mới biết được điều đó thôi tuy nhiên thì khách hàng luôn có một cái xu hướng là thấy cái số nó to thì thích cho nên là khi đi nhập thì các nhà bỏ sĩ các nhà buôn họ cũng sẽ đánh giá là cái pin cao họ bỏ cao hơn thì các người bán lẻ như mình nhập về bán thì cũng vẫn phải đánh giá là bị pin phần trăm cao nó cao hơn bởi vì trên một cái thực tế thì vẫn là dễ bán hơn Đấy, dù cho mình có nói cái gì đi chăng nữa thì khách hàng vẫn thích như thế còn chỉ có một số người là đôi khi người ta chỉ có bằng lấy tiền người ta vừa khớp như thế thì người ta vẫn mua những cái sản phẩm như thế 8x bình thường người ta dùng vì người ta cũng tin tưởng vào cái chuyện mà Nhật Nam nói là 8x xài cũng còn rất là ok có thể xài 2 3 năm mới phải thay pin thì à, đến thời điểm 2 3 năm sau thì các bạn biết một viên pin 11 Pro Max thì cũng không hề là đắt nữa nó cũng còn rất là rẻ Ở thời điểm này thì nó khoảng 8 900.000 ngàn nhưng mà đến thời điểm hai ba năm nữa thì đôi khi nó chỉ còn ba bốn trăm nghìn thôi đấy một đời ta bao la đời nó chúng ta mua cái máy quan tâm nó zin nó chuẩn nó ok chứ không phải là sợ cái cục pin nhá có nhiều người đang 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 hiểu sai vấn đề đấy thì đây là một con máy cũng 256 trăm g đây chuẩn chỉ màu gold con này pin khá cao Cũng 89 luôn các bạn ạ Cũng 89 luôn mà con này màu gold mà Nó lưng nó đẹp hơn cái con xanh kia nhé Nó đẹp hơn và nó đạt tiêu chuẩn là 99% Đấy thì mình bán cho các bạn là 13 triệu 200 13 triệu 200 Con kia là 12 triệu 800 Rồi Ok và tiếp theo thì mình sẽ có cái dòng sản phẩm mà cũng là 11 Pro Max nhưng mà phiên bản bộ nhớ là 64 GB. Thì mình sẽ có màu đen và màu xanh hàng đẹp, chuẩn ok. Hàng đẹp này, các bạn thấy hàng đẹp, chuẩn ok nhá. Thì mình sẽ bán cho các bạn là 11 triệu 500 một máy. Phiên bản 64 GB nha các bạn. 64 GB chuẩn chỉ. 11 triệu 500. Máy chất. Cam kết là hàng nguyên zin chuẩn quốc tế cho các bạn nhé cực kỳ là ok và màu đen cũng như là màu xanh đấy các bạn cứ yên chí rằng là bên mình là bảo hành cho bạn một đổi một trong vòng 6 tháng để các bạn có thể sử dụng được ngon lành và bền lâu rất là chất 11 triệu 500 một máy các bạn nhé máy trần không tặng kèm phụ kiện chế độ bảo hành cực chất rồi bên cạnh đó thì mình sẽ còn được hai con cũng 64 ghi màu xanh gel và hai con này thì mình sẽ thấy là cái ngoại hình nó mình không được ưng ý bằng hai cái con vừa xong, tuy nhiên rất đẹp đây các bạn. Nó cũng vào khoảng là 99% đấy. Nhưng mà để nhân tiện là tri ân khách hàng cũng như để mình thu vốn cho nó nhanh. Thì mình quyết định là xả lỗ luôn hai con máy này để cho những bạn thích trải nghiệm công nghệ cao mà hôm trước chưa mua được đấy. Hôm trước thì mình có bán hai con một con màu một con màu xanh và một con màu trắng với giá là 10 triệu năm trăm và rất là nhiều người mua hụt tức là mua không kịp bởi vì chỉ có hai máy thì hôm nay mình tiếp tục lại đưa ra thị trường hai máy nữa để cho bạn nào đó hôm đó chưa mua được thì hôm nay chúng ta mua thì cũng là 11 Pro Max 64 g và hôm nay mình cũng bán cho bạn với cái giá là 10 triệu năm trăm một máy thôi các bạn thấy là rẻ hơn những con hàng kia tới một triệu thì Thực tế ra thì mình bán gọi là để mình thu vốn thôi Thu hồi vốn Lỗ 1-200 thì mình dùng tiền mà YouTube bù vào Dùng cái tiền mà các bạn xem kênh mình, view kênh của mình nhiều đấy, bù vào Thì à, Mình bán cho các bạn là 10 triệu 500 thôi và có mỗi hai máy thôi Đấy 64 g mã Mỹ Máy thì cũng vẫn cam kết chuẩn ZIN quốc tế, ZIN nguyên bản nhà sản xuất nhé Tuy nhiên khác một cái là khi mình bán không có lãi Mình không bán thương mại thì chắc chắn là mình sẽ chỉ bảo hành cho các bạn một tháng một đổi một để các bạn yên tâm nên là các bạn mua những cái hàng mà thanh lý thì các bạn vui lòng là test kỹ trong vòng một tháng đầu cố gắng xài hết ga tẹt ga xài ngay xài đêm để xem nó có lỗi không lỗi thì bên mình còn chịu đúng không nhưng mà các bạn yên tâm tất cả những cái mặt hàng như này là mình đều nhập giống như cái hàng thương mại về và để tri ân khách hàng trong từng video clip để nói chung là cho các bạn có cái động lực xem kênh của mình nhiều hơn thôi và hôm nay là hai máy đều là màu xanh rêu nhé bạn nào muốn mua cái nào thì mua hai máy này mình thấy đều là zin nguyên chuẩn chỉ ok cam kết hàng chuẩn quốc tế cũng là hàng thương mại đồng hàng hàng đều nhập về cùng đợt hàng đấy ok và chỉ có 10 triệu 500 11 pro max nhé nói chung là sản phẩm này mà không mua thì mình cũng không biết là các bạn còn chờ đợi điều gì đấy toàn bộ là mình bán là theo kiểu là câu view đấy nói một cách gọi là <laughs> nhiều bạn cứ bảo là câu view câu like nhưng mà thực tế là phải câu chứ view với like là câu để, uh, để cho những cái view những cái like của những khách hàng chân chính đăng ký kênh mình theo dõi nó không uổng phí để nó ra lợi nhuận và để cho có cái số tiền để duy trì cái vấn đề mà gọi là ân khách hàng kéo dài và video nào cũng có và các bạn cũng thấy là dạo gần đây thì mình cứ tăng dần lên mỗi video lên đến khoảng 4 năm máy thậm chí là sau này mình nghĩ rằng khi mà kênh di động Nhật Nam đạt được 200.000 người đăng ký, số lượt view tăng lên số tiền YouTube thu được cao hơn thì mình sẽ còn bán nhiều hơn những cái sản phẩm mà gọi là chỉ đó bán 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 bằng giá sỉ này. Đấy, nói một cách dễ nghe là bán bằng giá bán sỉ này, bán bằng giá nhập vào này và bán lỗ một ít này, đấy. Như thế nó sẽ có ba cái loại như thế thì các bạn là khách hàng mua thì đương nhiên là lợi rồi. Đúng không? rồi tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm nói chung là hiếm đó là con iPhone 11 màu trắng tại sao lại gọi là hiếm bởi vì đây là con máy sử dụng được hai sim vật lý các bạn nhé một số bạn nếu mà muốn dùng hai sim mà lại muốn dùng iPhone chứ không phải là Android thì đây là một cái sự lựa chọn ok và hiếm có nghĩa là lâu lâu mới có hơn thế nữa đây là một con máy đẹp zin iPhone 11 thì màn hình 6,1 in máy thì khá là chuẩn các bạn nhé Nói chung là máy chuẩn chỉ ok. 6,1 in, pin trâu cấu hình khỏe và có mỗi một máy thôi, mình bán cho bạn với cái giá là 8 triệu 800 000 Đấy các bạn khoan chê đắt nhé bởi vì bản hai sim là bản đặc biệt và nó giá nó cao hơn. Tiếp theo thì còn duy nhất một con 8 Plus 256 GB thì mình cũng uh, lấy làm tiếc là bạn nào từ hôm trước giờ mua chưa kịp thì hôm nay thì hết rồi và nhiều bạn hỏi là 8 năm 256 còn không thì thật sự đây chỉ còn một máy thôi nhá màu trắng và mình cũng không biết là những ngày tới thì bao giờ mới lại về được hàng tiếp đấy còn đúng một máy màu trắng thôi con này thì uh, máy chuẩn zin ok nhưng mà pin của nó thì hư rồi nên chắc chắn chúng ta phải thay pin các bạn ạ mình bán cho các bạn với cái giá là 4 triệu uh, 900 nghìn nhưng mà pin nó chết rồi, pin bảo trì rồi các bạn ơi, pin 77% thôi. Đấy các bạn muốn mua về tự trải nghiệm tự thay thì thay, còn các bạn muốn bên mình thay luôn cho các bạn thì thay. Máy thì cứ cam kết zin chuẩn chỉ, cam kết là hàng à, chuẩn quốc tế và đây là bộ nhớ 256 g đây. Đấy, còn đúng một à, máy thôi. Pin thì nó báo hư rồi đây này. 256 g đấy ok, máy chuẩn quốc tế nhá bảo hành 1 đổi một trong vòng 6 tháng cho bạn giá máy trần không kèm phụ kiện ai muốn mua sạc phụ kiện gì dán ốp thì chúng ta cộng thêm tiền nha các bạn còn ai có rồi thì chúng ta tận dụng và chúng ta sử dụng tiền theo ý muốn của chúng ta thì à, uh, 8 bờ này màn hình to 5,5 in máy thì zin uh, chất và ngoại hình phẩy nhẹ nhá tức là ngoại hình phải uh, phẩy nhẹ các bạn thấy là nhìn khá đẹp nên là gọi là phẩy đẹp tổng thể thì khá là đẹp nhưng mà có một vài vết chày ở viền nên gọi là hàng phẩy ok nhưng mà 8 lớp thì bây giờ như thế này là rất là chất hơn thế nữa là phiên bản 256 ghi nhưng mà giá thì lại rẻ như là 64 thôi đấy và nói có sách mách có trứng luôn à, 64 ghi thì mình còn ba màu đây và khi mà cái phiên bản 256 nó tràn về nó rẻ như thế thì mình lại ế cái phiên bản này nhưng mà nói ế thì cũng không ế nhiều còn có ba máy thôi nhưng à, chúng ta phải hiểu rõ một tí bởi vì đây là cái sản phẩm nó khá đẹp ngoại hình nó rất là đẹp nó bù lại cái vấn đề là cái bộ nhớ nó thấp nó 64 ghi nhưng mà 8 lớp thì mình thấy là 64 ghi xài là cũng đủ rồi ok rồi nhưng đây là những con máy nó có thể nói là len ken xà beng cơ và mình còn màu đỏ và màu trắng thì mình đang bán là 5 triệu và màu gold là mình đang bán là 5 triệu mốt và cái 5 triệu với 5 triệu mốt này thì lại bao gồm là đã đã được thay pin luôn rồi nếu mà chúng ta phải tính đến cái khía cạnh nếu như chưa thay pin thì mỗi một con máy này chúng ta sẽ trừ đi 300 ngàn tiền pin chẳng hạn đi thì tính ra nó còn có là 4 triệu 7 thôi chứ nó cũng không phải là đắt hơn được cái bản 256 nhé đấy thì bạn cũng biết là như vậy là rất là ok đấy và chất lượng của sản phẩm này thì nó đẹp keng như là máy mới màn hình thì nó 6, uh... màn hình thì nó là 5,5 in vân tay vân chân là đầy đủ máy chuẩn chỉ ok đấy và cả ba con này mình đều thay pin 100% rồi thì có màu gold là 5 triệu mốt màu trắng màu đỏ là 5 triệu một máy máy trần không phụ kiện bạn nhé ai kết thì chúng ta mua rồi tiếp theo thì cái iPhone 12 iPhone 12 thì mình có về cũng không được nhiều được 10 máy thì mình bán cũng được vài máy và hiện tại hôm nay thì ở đây còn được màu đỏ này màu đỏ tươi 12 này thì mới sản xuất gần nên các bạn cũng biết là còn khá là chất lượng và máy thì nó cũng tầm 99 nó cũng có một vài vết chế xước nhẹ bởi vì máy cũ thì các bạn không thể nào mà tính như máy mới được các bạn nhé đấy và con màu đỏ này mình đang bán giá 9 triệu rưỡi 64 ghi nha Màn hình 6.1 in Nói chung hãng người ta sản xuất cái bộ nhớ Thì nó cũng mang tính chất phù hợp rồi đấy Đây là phiên bản tiêu chuẩn 64 ghi iPhone 12 Mã má Mỹ Máy chất Nguyên zin chuẩn quốc tế Giá thì của con màu đỏ này là chỉ có là 9 triệu rưỡi 9 triệu rưỡi và tiếp theo là màu xanh màu xanh đậm nha đây là màu xanh đậm màu xanh hồng hà đấy cũng máy nguyên zin 64 g chuẩn chỉ ok đây mình vừa khôi phục cái gần đặt gốc mình chưa kịp bạc ti nhưng mà không cần thiết máy thì mình cứ cam kết zin nếu bạn nhé và giá của màu xanh này cũng là 9 triệu rưỡi chung giá khá rẻ và tiếp theo là có màu đen còn chẳng hạn có một số màu khác nữa thì đã có nhiều bạn đặt bên mình rồi đặt cọc xong giờ đang chờ để gửi máy về để đổi nâng cấp lên đời các bạn nhé bên mình thì có nhận nâng cấp lên đời hết các bạn cứ yên tâm các bạn mua của bên mình thì sẽ được hỗ trợ từ A đến Á luôn được hậu mãi về sau là được thu mua máy lại của bạn nếu như các bạn muốn nâng cấp lên đời đây 64g mã Mỹ và máy chuẩn zin nhá iPhone 12 màn hình 6.1 in nhỏ gọn chuẩn đẹp ok đấy ngon lành máy zin chất thì màu đen này là cái màu mình đang bán rẻ nhất chỉ có là 9 triệu ba thôi 9 triệu ba màu đỏ với màu xanh là 9 triệu rưỡi các bạn nhé rồi tiếp theo thì đến một cái phiên bản nó có thể nói là cũng khá là nhỏ gọn đó là iPhone 7 màn hình 4,7 in máy thì mình thấy là có tận 5 màu cho các bạn lựa chọn cơ đầu tiên là màu silver và được một cái ở đây là máy thì rất là đẹp và bộ nhớ lại rất là nhiều. 128 GB, iPhone 7 thường, iPhone 7 nhỏ các bạn nhé. Màn hình 4.7 in và bộ nhớ tới 128 GB. Đấy bạn nào thích dòng máy rẻ tiền mà bộ nhớ nhiều thì đây, đây là một cái sự lựa chọn đáng để các bạn mua. Đây. Hàng tồn kho thanh lý bên Nhật nên là rất là thơm. Và có câu nói là Nhật thơm mà. Ok, máy chuẩn quốc tế các bạn nhé có bạn bảo là máy nhật cũng là máy quốc tế hả anh thì nhân tiện đây mình trả lời là máy nước nào cũng có máy quốc tế và lốc lốc là của nhà mạng nó khóa mạng thôi chứ không không phân biệt về về, về mã các bạn nhé mã này là để sản xuất xuất khẩu đi nước nào thôi thì đây, là đây là iphone 7 thường 7 nhỏ màn hình 4 in 7 và máy thì chắc chắn là cam kết là zin chuẩn ok vân tay vân chân là đầy đủ đây màn hình thì gọi là mượt mà êm ái kéo ai cần thoải mái không đứt đấy đây tút này đi có nghĩa là vân tay thì cũng đầy đủ vân tay và đây là con màu silver thì đối với cái sản phẩm 128 trăm hai iphone 7 này máy đẹp chất như thế này màu silver mình sẽ bán cho các bạn là 3 triệu màu đen cũng nguyên zin cũng chuẩn như thế mình cũng bán cho các bạn là 3 triệu màu đỏ cũng nguyên zin cũng đẹp chuẩn như thế mình bán cho các bạn là 3 triệu màu hồng cũng đẹp cũng nguyên zin cũng chuẩn như thế mình bán cho các bạn là 3 triệu cũng là 128 trăm hai mươi tám cả chỉ riêng có màu gold mình bán cho bạn là 3 triệu một ok Đấy, ai thích màu gold thì chúng ta phải chi thêm 100 nghìn là 3 triệu một các bạn nhé dĩ nhiên thì nó cũng là 128 g và cũng zin chuẩn và ngoại hình nó cũng đẹp và cũng vân tay vân chân là đầy đủ và nó cũng là máy mã nhật Đấy, đợt hàng 7 nhỏ 128 g đợt này là mã nhật hết còn về dòng này thì các bạn sẽ lăn tăn về pin thì nó sẽ có vài con pin nó tám mấy phần trăm còn sài ngon mình không thay còn lại pin nào bảo trì mình thay cho các bạn luôn và tính giá như thế sau khi đã thay pin các bạn nhé bạn nào thích thay pin thì thay rồi tiếp theo thì có 12 Pro 12 Pro thì mình có một con vào khoảng 98 lý do có vài vết chảy ở viền nhẹ đây này màu gold máy cũng khoảng 98 và zin nguyên 128 g, pin 9x các bạn nhé pin 9x có nghĩa là trên 90 phần trăm máy lựa đấy 12 Pro bây giờ mà pin 9X thì thật sự là ít nhưng mà nó các bạn phải hiểu là có thể có những cái nó rất nhanh xuống 8X nha có nhiều bạn mua cái pin 9X xong nó nhanh xuống quá thì bắt đầu ý kiến nhưng mà thực tế ra thì mình nói thật với bạn này nó xuống đến mức độ nhất định nào đấy do cái phần mềm mà thờ kiểm định cái phần trăm pin của hãng nó 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 không chuẩn lắm đâu mình vẫn nói về cái điều này nhiều thì mong bạn thông cảm đấy và con này thì thôi thì mình lại thanh lý tri ân khách hàng cho bạn máy chất ok nhưng mà mình chỉ bán cái giá gọi là giá lỗ luôn giá lỗ luôn nên mình sẽ tặng các bạn một tháng bảo hành một đổi một thôi các bạn cứ yên tâm rằng là sản phẩm chuẩn chất nhá không dễ gì nó lỗi đâu đấy nhưng với cái nguyên tắc vô công thì bất thọ lộc không được sơ múi gì trong này lại còn bán lỗ thì lại tặng cho khách một tháng bảo hành là quý hóa quá rồi là làm hàng là như thế là quá chuẩn rồi và từ hôm giờ mình bán đến hàng năm mươi máy bảy mươi máy tri ân khách hàng nhưng mà có ai bị lỗi lầm gì đâu đấy chả có ai lỗi lầm gì hết đấy. cứ quay lên là bán vèo vèo đi hết trơn và con này mình bán cho các bạn với giá là mười 13 triệu 500 các bạn nhé 13 triệu 500 màu gold các bạn thấy nhìn tổng thể khá đẹp này đấy vỏ vế là lưng là ok mặt màn hình là không chạy xước đẹp tuyệt vời chỉ có ở viền là có vài vết chảy chắc do dùng ốp cứng đấy các bạn đấy máy chất và đây là 128g nhá 12 Pro camera chinh phục bóng đêm máy rất là chuẩn giá chỉ có 13 năm còn tiếp theo là một con hàng đẹp đẹp 99 đẹp 99 thì dĩ nhiên là cũng có một cái vết chảy rất là nhẹ ở đây thôi ít này nhưng mà nó có một vết thôi nhìn tổng thể thì đẹp lắm đẹp dạng ngời và nó cũng là dàn pin ta 9x luôn 9x luôn 12 Pro pin 9x thì thật sự giờ hơi hiếm còn loạn quạng gặp mấy chỗ không uy tín có trường ăn pin uh, thôi không nói <laughs> nói lắm lại bị ghét đúng không là ai kết của mình rồi thì cứ mua của mình còn ai thích ở đâu thì lại mua ở chỗ đấy trăm người bán vạn người mua vắng mỡ thì chợ lại vẫn cứ đông đấy màn hình 6,1 in 128 nghìn màu gôn. và đây là con hàng đẹp chuẩn nhá 99 hàng tiêu chuẩn và giá bán là 14 triệu 3 14 triệu 300 nghìn rồi tiếp theo thì mình giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm XS Max 64G. XS Max 64G thì đợt này mình không có hàng, mình chỉ còn hai máy thôi, một máy màu trắng và một máy màu đen. Thì à, giá bán của nó ngày hôm nay là mình sẽ bán cho các bạn với cái giá là 8 triệu 2. XS Max thì màn hình nó to 6,5 in các bạn nhé. Pin nó cũng trâu và hai camera. Máy thì mình cam kết chắc chắn rồi tất cả sản phẩm mình đều cam kết với khách hàng rằng là mình chỉ bán máy zin chất. Và là máy chuẩn quốc tế không bán máy lốc đấy mình báo giá là chỉ có máy trần không có phụ kiện và cũng không bao ship các bạn nhé phí ship nó hơi đắt vì là tính theo giá trị của sản phẩm cho nên là bạn nào mua sản phẩm càng cao thì phí nó càng cao các bạn thông cảm nha thì đây là XS Max 64 g màn hình to pin trâu có hình khỏe máy chất mình có hai màu đen trắng và sẽ bán cho bạn với cái giá là 8 triệu hai một máy đấy, ai kết thì chúng ta mua không còn nhiều mỗi thứ còn một cái và nói chung tương đối ế nên anh em nào kết thì rước hộ mình đi tiếp theo thì mình sẽ có được một cặp 11 pro 11 pro này thì là bản 64 kg thôi mà mình có một con màu Gold một con màu Gold và một con màu uh, xanh rêu con màu xanh rêu thì khá là đặc biệt bởi vì nó mới sạc pin ít lần còn nguyên si 100 phần trăm không biết còn pin hay hết nguyên si 100 phần pin máy để đây thì nó hơi bụi bạn xíu và chắc hết pin nhưng mà mình cứ cam kết là máy nguyên zin pin 100% mới sạc ít lần phiên bản 64g và mình bán từ hôm giờ được rất là nhiều rồi hôm nay còn một máy màu xanh rêu thôi giá là 11 triệu các bạn nhé 11 triệu và con màu gold này là 10 triệu 500 nói chung là máy thì cứ gọi là chất như nước cất ngoại hình đẹp chuẩn như máy mới đó hàng đẹp keng đó mình luôn luôn là đánh giá đúng chất lượng của sản phẩm tiền nào của đó để bán cho khách hàng còn cái nào thu vốn cái nào lỗ là nó nói thật lòng nhưng mà cái đó là dùng tiền youtube dùng những cái like của các bạn đây bù vào đấy nên các bạn xem thì nhấn like ủng hộ mình nhiệt tình vào nhé và nhớ chia sẻ video đến nhiều người khác nữa bạn nào mới xem thì nhớ đăng ký kênh nhấn chuông bật thông báo để đón xem những video tiếp theo của mình để ủng hộ cho mình nha và cái sản phẩm cuối cùng mình muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay đó là cái sản phẩm iphone se đời 2016 thì toàn bộ là pin hư với lại pin 8x thì bạn nào không muốn thay pin thì có thể mua pin 8x luôn mình lựa cho pin 8x cao như là 86 87 này mình bán cho các bạn này cái 84 này còn những cái pin bảo trì thì chúng ta thay nhưng mình khuyên với các bạn rằng là mình cũng đã nói ngay từ đầu video là những cái đời mà nó sản xuất lâu rồi thì pin 8x nó xài cũng kém nha cho nên là cái phần cái mà định lượng phần trăm pin của hãng chỉ là gọi là sinh ra để chơi cho vui thôi để chơi cho vui để trang trí thôi Chứ còn đối với con này nếu pin 8687 xài chán lắm nha, nhưng mà đối với một con 12 Pro Max hay iPhone 12 hoặc thậm chí là 13 bây giờ pin 8x xài ngon lắm. Đấy, nó lại như thế cơ. Thì chúng ta kết luận rằng cái phần mềm đấy sinh ra cho chơi cho vui thôi nhá. Để cho cản trở người bán hàng cũ khó bán thôi. Đúng không? Chứ còn ngoài ra là nó cũng được cái tích sự gì đâu. Đấy. Ngày xưa chả có cái vấn đề phần trăm pin đấy cứ bán phà phà xài đến khi nào hỏng pin thì thay thế là xong. Chả ai thắc mắc bây giờ cứ có phần trăm cái cứ đi lựa đâm ra mất thời gian mất tiền mất của mất công sức đúng không ok thì nói tóm lại là tin tưởng chỗ bán là chủ yếu và cái sản phẩm SE 2016 này thì nó gần giống như là iPhone 5S bởi vì cái ngoại hình của nó màn hình chỉ có 4 in mà nó gần giống như iPhone 5 nên rất nhiều bạn nhầm đấy đây này mình pin 87 mình cũng có đầy nhưng mà mình vẫn khuyến cáo khách hàng nên thay đấy và ai muốn mua pin đây thậm chí 85 88 cũng có đây 84 đây đấy nhưng mà ai muốn mua 8X thì mình chỉ bán cho các bạn là 2 triệu 150 nghìn một máy Và phải lưu ý với các bạn rằng đây là cái phiên bản bộ nhớ tới 64G và máy zin đẹp chuẩn 99% nhé Đây đẹp lắm các bạn ạ Không có máy xấu luôn Máy mình lựa về đẹp cực kỳ Làm máy phụ hoặc làm máy siêu tầm thì quá là chất Các bạn khoan hãy tính đến cái chuyện nó đắt nhé Bởi vì đây là bản 64G Một số bạn hay so với 16 với lại 32 thì thua 32 với 16 thì bây giờ nó rẻ lắm rồi nhá nhưng 64 thì vẫn là chất vẫn là đắt và mình nhập về tới hơn 100 máy và để cho đến ngày hôm nay thì mình chỉ còn khoảng 20 30 máy thôi và có ba màu tức là màu xám đây là màu xám đen này màu xám lông chuột này đấy mặt màn hình trước màu 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 đen này nó gọi là SE 2016 và có bộ nhớ là 64 g này thì các bạn để nguyên si tình trạng pin 8x mình không dám nói là tám mấy bởi vì mình phải lựa cho bạn những con máy đôi khi nó còn phải đẹp một tí mình mới bán cho bạn thì là gọi là pin 8x thì là mình bán là 2150 còn bất cứ ai thay pin vào thì mình sẽ cộng thêm một trăm rưỡi nữa là hai triệu ba đúng chưa đấy còn đối với màu hồng cũng thế này đây chẳng hạn như đây 81 Thì cũng gọi là 8x đây. đấy nhưng mà cái này thì mình khuyên các bạn là nên thay pin đã chơi là phải chơi hàng chất luôn thay pin bên mình luôn chứ tránh ở mai mốt là tự đi thay lại không không, không pin không ngon đấy đây màu xin cũng phải 87 cũng nên thay pin mình đã nói là theo đắt sản xuất thôi đấy và có ba màu như thế và giá bán nó sẽ là 2 triệu 150 nếu không thay pin để về em yêu khoa học tự thay còn nếu như bạn nào mà thay pin luôn bên mình thì nó sẽ là 2 triệu ba một máy nhá đừng chê đắt nha màn hình 4 in siêu máy phụ bộ nhớ siêu nhiều 64g mua về làm máy phụ là máy sưu tầm bởi vì mình được biết một cái máy Trung Quốc nghe gọi bây giờ trên thị trường Máy nghe gọi thôi chả làm được cái tích sự trả vào được mạng Nó cũng đã đến 600, 800, thậm chí một triệu Và những cái máy Nokia nghe gọi thậm chí là một triệu mấy Nhưng mà xài nghe gọi thì không thể nào sướng bằng con máy này Mình dám khẳng định với các bạn nhé Đấy, có nhiều bạn còn mình thấy mua hai ba con Mỗi màu một con về sưu tầm luôn Bởi vì chơi cái này mình thấy nó còn rẻ hơn chơi cây kiểng, cá kiểng luôn á Mà lại không phải chăm sóc chơi cây chơi cá là phải chăm phải tưới còn chơi này là khỏi thay cục pin vào cứ mỗi lần hết pin là cắm sạc vào lại dùng đấy lại còn có tiện ích cơ có nhiều người mua mỗi màu một cái bên mình bởi tại sao mình bán rất là nhiều có nhiều bạn một cái này giờ bán cho ai nhưng không mình bán nhiều lắm bạn nhé đấy đầy người mua trăm người bán vạn người mua bảo hành 6 tháng một đổi một cam kết hàng chuẩn quốc tế các bạn nhé iPhone 5 SE đấy rồi tiếp theo thì xs nhiều người hỏi lắm mà xs thì hôm nay thì nói thật ra là cháy hàng rồi còn đúng một con màu gold máy zin chất 64 mươi g màu gold hàng đẹp chất nhá cháy hàng rồi hết rồi đấy mình nói không điêu đâu mấy ngày hôm nay mình bán nhiều lắm các bạn nhìn sang cái khu bên kia này mình đang hết hàng mình đang phải đợi hàng về các bạn thấy thưa chưa đấy cái, khu bên đó bình thường của mình nó dày dí dày nó nhiều nó xếp bằng mấy trăm máy mình bán ghê lắm các bạn ạ à. chứ không phải là không có người mua đâu ngày nào mình bán ba bốn chục máy nhiều người gọi đến mà cứ ầu ơ ví dầu hỏi xoáy đắp xoay rồi đòi chụp hình chụp ảnh qua zalo là bên mình không 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 không, nhận bán theo hình thức truyền thống chụp ảnh qua zalo cho nên là nhiều bạn mua không kịp đấy bên mình là bán nhanh gọn lẹ bán chạy lắm và các bạn thấy là cứ theo số đông là đúng mà chả có gì sai đâu và mình là có thương hiệu bán online lâu năm rồi có vị trí có chỗ đứng trên thương trường rồi nhá và đây là con XS còn duy nhất màu gold mình bán là 6, ,6 triệu 6 Duy nhất nha máy nguyên zin đẹp chuẩn ok chuẩn quốc tế Thì con XS này là mình phải nói sơ qua là màn hình nó nhỏ nha 5,8 in thôi Đây cầm vào tay nó rất là gọn ok nhỏ này 5,8 in Máy chất Face ID các thứ là đầy đủ nha bên mình không bán máy lỗi Nếu mà có một con nào máy lỗi nó sẽ là trường hợp đặc biệt và sẽ được review chi tiết cái lỗi như thế để sau đó bán rẻ đây bạn nào thích thì mua chứ còn không 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 chơi vàng thao lẫn lộn ha như thế nó mất uy tín các bạn ạ rồi tiếp theo là có một con iPhone 8 nhỏ hàng tuyển hàng tuyển 64 g nhá 8 nhỏ này là nhật thơm cũng là mình nhập nguyên một cái đợt hàng hôm trước các bạn nào theo dõi lâu rồi thì biết đấy 36 hay 34 máy đấy thì hôm nay bán cũng khá nhiều rồi chỉ còn vài con pin 90 91 với lại một con này mình thấy là pin cao pin 97 luôn thì uh, con này thì mình bán cho các bạn là 3 triệu 8 còn những cái con mà pin 90 91 thì mình bán cho bạn là 3 triệu 7 đấy ok máy thì đẹp lắm nói chung là đẹp không tì vết và chỉ có màu trắng này thôi nhá iPhone 8 nhỏ lưng kính màn hình 4,7 in một camera sau phiên bản bộ nhớ 64 gb máy chuẩn quốc tế mã nhật nhá hàng thanh lý nên rất đẹp đây trắng tinh khôi đẹp tuyệt vời bảo hành 6 tháng con này tuyển chọn pin 97 bán là 3 triệu 8 còn có vài con nữa pin 90 91 mình bán cho các bạn là 3 triệu 7 nhá rồi ok, hôm nay thì mình đã giới thiệu đến các bạn khá là nhiều sản phẩm rồi và cũng rất là nhiều cái sản phẩm mình thấy thơm, ngon bổ dưỡng đấy. Mặc dù là mình bán thanh lý mình chỉ bảo hành một tháng nhưng các bạn cứ yên tâm, mình không bao giờ đánh đổi uy tín trên một hai con máy để mà làm mất khách hàng, làm mất thương hiệu của Di động Nhật Nam. Các bạn theo dõi kênh Di động Nhật Nam thì các bạn cũng biết hơn 100.000 người đăng ký, không có nghĩa là những người đó là người ta đăng ký một cách mù quáng đâu, người ta cũng đã theo dõi và mua sản phẩm của bên mình rất là nhiều. Và hơn thế nữa mình nhập hàng thì luôn luôn đa dạng và số lượng rất là nhiều để bán cho khách hàng cho nên các bạn cứ yên trí rằng là sản phẩm của bên mình thì được thẩm định kỹ lưỡng trước khi xuất ra và đều bảo hành cho các bạn khi bán cho các bạn thì luôn luôn gửi theo cái giấy bảo hành để cho các bạn yên tâm và nếu có lỗi thì bên mình đổi các bạn cứ yên trí nhé hỗ trợ khách hàng hết mình tuy nhiên khi bán thì áp dụng công nghệ bán 4.0 chỉ có review trên clip này là bán thôi chứ mình không có chụp ảnh cụ thể máy qua zalo hay review và riêng cho bất cứ một ai hết mong các bạn thông cảm các bạn hãy đăng ký kênh nhấn chuông bật thông báo để theo dõi nhiều video sau khi tin tưởng rồi ok rồi thì các bạn mới điện đến để mua hàng các bạn nhé mình cam kết là chỉ bán hàng zin chất và đúng như trên review chứ không có chơi cái tình trạng à, cái gì đấy người ta gọi là cái gì treo đầu dê bán thịt chó là không không chơi tình trạng đấy nhé người thật việc thật chuẩn chỉ và mình cũng có shop ở Tân Phú Đồng Nai ở ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm xã Phú Xuân huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai để cho tất cả các bạn ở gần có thể đến kiểm chứng, mua hàng ủng hộ cho mình, còn những bạn ở xa yên tâm, chỉ cần đặt cọc trước từ 1 đến 500. À là các bạn đã được chốt đơn hàng và từ 3 đến 5 ngày hàng gửi đến nhà các bạn thì các bạn được kiểm tra hàng, được test máy. Tuy nhiên là nhân viên phát hàng người ta rất là vội vã nên người ta chỉ cho bạn test 5 10 phút thôi nhưng mà mình thấy như thế là đủ rồi. Chúng ta test sơ qua vài cái và chúng ta kiểm tra đúng là hàng của Nhật Nam là yên tâm rồi. Chúng ta nhận và trong quá suốt quá trình sử dụng nếu xảy ra lỗi thì các bạn được đổi một sản phẩm tương đương, các bạn cứ yên trí. Nhật Nam à, sinh ra để phục vụ mọi người để cho tất cả mọi người đều có hàng chuẩn chỉ chính hãng mà dùng chứ không phải là để cho các bạn tiền mất tật mang, các bạn cứ yên tâm mà ủng hộ mình bằng cách là like chia sẻ video. Còn ai mà muốn mua hàng bên mình thì điện thoại đến hotline 0979 sáu hoặc là 0367709123 các bạn nhé. Một số bạn mới xem muốn check uy tín của di động miền Nam thì các bạn có thể vào Google tìm kiếm, Google Map. Trên cái ô để tìm kiếm các bạn bấm cái số hotline của mình vào là 0979 782366 và các bạn bấm tìm. Bấm hoàn thành, hoàn tất một cái, bấm tìm một cái là các bạn sẽ thấy cái thông tin của di động Nhật Nam ở trên mạng. Và trên Google Map thì các bạn sẽ thấy là cái địa chỉ của di động Nhật Nam ở Tân Phú, Đồng Nai. Đó, một tháng là khoảng 6-7 nghìn người tìm kiếm cái địa chỉ của di động Nhật Nam để đến check hàng mua hàng ủng hộ Nhật Nam bạn nhé và những cái đơn bán online khắp mọi miền tổ quốc thì một tháng Việt Nam cứ trung bình xuất đi là khoảng 5 600 đơn và Nhật Nam đang đặt mục tiêu nếu như các bạn ủng hộ mạnh xem mạnh Nhật Nam sẽ đạt mục tiêu đặt mục tiêu lên là một tháng xuất đi một ngàn đơn tức là một ngàn cái điện thoại smartphone như thế này và lúc đó khi đoạt được cái doanh số lớn như thế và nhiều người đăng ký kênh thì Nhật Nam sẽ bán nâng cấp lên khoảng một clip mình sẽ bán lên là từ bảy cho đến 10 cái máy uh, chiên khách hàng với cái giá gọi là giá 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 bán sỉ luôn. Đấy thì các bạn khi mà mua sử dụng lẻ mà được mua giá bán sỉ thì mình nghĩ là các bạn cũng thích đúng không? Rồi, cuối cùng thì bây giờ ai mà còn chưa uh, nhấn like thì uh, nhấn like đi và chia sẻ video đến nhiều người khác nữa, còn ai mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nhấn chuông bật thông báo để ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.